Ok anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel mình, channel Đạt Gin May và clip của ngày hôm nay. Tiếp theo thì mình xin gửi đến anh em một clip phải nói là lâu lắm rồi, từ cái đời xa xưa ông cô nội của mình luôn rồi. Bây giờ mình cũng chưa vào được web này nữa. Đây là web tânhải tặc.com, một cái web huyền thoại. Web này thì từng mình đã từng sau một con ạc rất là khủng khiếp và nhận được rất là nhiều lượt xem trên YouTube. Đó là anh ạc của anh Văn Trực. Nói chung anh em có còn nhớ hay không thì mình không biết, nhưng mà mình còn nhớ rất là dai. Hiện tại thì hôm nay mình sẽ vào rao bán một cái con ạc cho một bạn, bạn Điền Điền gì đó, để mình coi tên của bạn là Nguyễn Phúc Điền. Ok, mình đã hứa với bạn này lâu rồi. Mình kêu nói chung là giờ hôm nay mình rao đó, rao cho bạn, chứ bạn ấy cũng nhắn tin cho mình nhiều rồi, kêu tại sao lâu quá vậy, các kiểu đà điểu. Rồi hiện tại thì mình chỉ cập nha, server là server 20. Không, hết rồi. Server Aoki nha các bạn. Rồi, ok, đang vào. Hiện tại thì mình thấy có một cái dòng mới, đó là thông báo bảo trì và cập nhật tính năng mới. Thì mình chỉ cập vào anh em, mình tưởng có gì ghê gớm. Ai về xuống được 3 dòng, thề với anh em luôn là mình rất là cay cú. Đây mình coi nè. Đấy, được 3 dòng. Tại sao không có hình ảnh gì nhỉ? Cập nhật 20 tầng Emerald, cập nhật thời gian đồng đội và cập nhật Luffy, Gen 4, Thường và Haki. Ok. I'm fine, tôi ổn. Mình ổn anh em. Hoành ổn, anh em cứ yên tâm đi, mình ổn, không sao hết. Nhớ đừng lại anh em nhớ like video, đăng ký kênh, subscribe và có quảng cáo cho mình nha. Đừng quên mấy thao tác đó, mình chết đấy anh em. Ok, quảng cáo ở bên góc phải video. Rồi quảng cáo nằm trong video. Đơn giản thế thôi, anh em kích vào là được. Ok man. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ rao bán cho ạc của bạn Nguyễn Phúc Điền. Bạn nào muốn mua thì có thể mua nha. Ạc này bán cái giá rất là bèo, 150k thôi. 150k thôi anh em. Rồi hiện tại thì cấp 200 bit 12, lượt chiến là 5.5 triệu. Ở đây có cái số tiền nè, nhưng mà đây là ra gọi là một web lậu nha anh em. Vậy thì ạc này đã đặt chân tới vùng đất mới rồi. Vùng đất này là vùng đất cái gì mình quên rồi ta. Restora đánh đi đập là mình gâu đấy các bạn. Ôi giời ơi, quá phê. Hiện tại nhân vật chính là thời gian hoàng kim, cả sư tử vàng và Beth đi theo là Megalo. Đồng đội của bạn thì như đâu, đây là nhân vật chính nha anh em cứ quan sát đi. Đấy, mình sẽ đưa vào từng cái để anh em quan sát. Đấy, vật phòng là 3x cộng đây anh em, chuẩn bị lên hoàng kim rồi anh em ơi. 150k có vẻ ngon đó các bạn. Đây là Shiraoshi, đây là Dive Flamingo. Wow, Dive Flamingo, wow. Tiệt chiêu S4S hoàng kim. Mẫu vật thì mang mẫu vật Akenu, nhân vật chính thì mang của đầu đen. Đây là Raylosura 3x cộng tiệt chiêu. Đây là râu đen tứ hoàng nè anh em ơi, mà cộng 4x trừ của đối vật của Shiraoshi luôn. Bò chắc là đội lợi phụ rồi. Đội lợi phụ này là đầu trắng NL đã các bạn. Đấy, đặt cũng khá được đó anh em. Mình sẽ coi túi đồ của bạn. Ở bên đây nó chưa cập nhật tinh linh nhỉ. Ở bên web này chưa cập nhật tinh linh thì phải. Wow, ông NL này có vẻ mạnh nè anh em. Có vẻ mạnh đấy. Nhìn bây giờ thấy 7 sao mà chữ màu cam mình thấy mạnh rồi đó. NL này là L giảm nè các bạn. Rồi, ok. Về xếp hạng thì ặc của bạn là đẳng cấp là 135, đấu trường là top 29, danh vọng là 70, treo thưởng 734 và có bạn là 14. Wow, mình vào có bạn cho nên coi. Đây có bạn Resura rồi, biết sao vùng đất Resura rồi. Đấy, thấy chưa? Đây là cái ông mà ông trong video trong phim đó nè. Có vẻ như bảo đánh không lại, sao mà không đánh nữa ta? Đây là bạn của Resura rất là mạnh luôn, cũng không chắc là đánh lại. Mình sẽ test thử cho em coi. Ok, rồi nó mã trâu vậy anh em. Ô, rau trắng này, rau trắng Haki à, rau trắng chưa sinh ra nha anh em. Tôi quát là bị nó quẹt cái chất queo rồi. Rồi nát tem nè anh em ơi, chắc là nát tem rồi, nó chọt cái chết hai thằng, nó đấm gì nữa.
Wow, khống chế nhiều thế. Nhưng mà nãy giờ mà đánh là mình thấy nó không mất máu. Rồi ok, một giọt. Tốt. Ủa gì vậy? What the hell? What the hell man? Gâu đen. Tứ hoàng kìa. Tứ hoàng đánh đéo mất máu là sao? Gâu đen cầm hai trái quậy luôn rồi. Ghê gớm không? Đúng rồi, hai mà. Tứ hoàng chết hết mẹ rồi. Cái phong bạc này nó khủng quá anh em ơi. Chọt cái là chết, chọt cái là chết. Mà nhìn máu của tụi nó ghê các bạn. Tụi này không biết là nó đi hết bệnh viện trên thế giới để truyền máu hay sao, máu nhiều vậy không biết. Mình xin lại, mình xin bái phục đó, mình mới gâu sức chiêu đi. Tao trông tin cậy vào cái bắt đẻo của mày. Chơi nó. Đúng rồi. Phân thân chi thật rất ghê. Anh rất nguy hiểm nha, đối phương đéo mất máu. Đi tới có thằng hết máu chết rồi. Phải không? Tu lên 83 lại nè. 88 chứ quên. Ngày 1 năm rồi. Thật là đáng buồn anh em ơi. Các bạn này nó quá trâu, mình thề với anh em là nó quá trâu. Để mình lưu lại mình chụp cái hình của ông râu đen đã. Đúng là đúng chất Resura luôn. Hồi xưa cái có mình có một cái con ặc của ai rồi đi tới Resura, như ặc anh Văn Trực hay sao á, là đi tới Resura mình thấy được mấy cái phó bản sau. Mình thề anh em luôn là phó bản này nó trâu chó lắm, khó khăn lắm mới thể đi qua được tới kia. Anh Văn Trật hình như đi qua cái bạn này rồi. Thực chiến ảnh rất là cao, rất là mạnh. Các bạn có thể xem lại clip của mình. Clip các bạn nhấn game bình luận game Tân Hải Tặc ặc khủng lá ra. Ok anh em. Rồi ok. Huyền thoại Resura nè các bạn thấy không. Đấy. Các bạn mình sẽ cho các bạn coi map luôn. Đây thành phố Resura cấp 210 tới 240. Rất là kinh. Mà hiện tại này cấp 200 thôi. Nhưng mà cũng vô được hay thiệt. Nẻ phục thì okay. Đây là đội phúc lợi, đội phúc lợi của Tân Hải Tặc. Nó có vẻ khác với Hải Tặc Việt nha anh em, khá là khác với Hải Tặc Việt. Hải Tặc Việt nó đang đổi sen với NL. Ok, mình sẽ sau lại chi tiết về đồng đội một chút. Bạn nào muốn mua thì có thể mua nha. Đầu tiên là nhân vật chính 125, cái này là như 4, cái này là 125 nữa bạn. Này thêm 130 nữa, tổng cộng là bạn ấy có 5 món 125. 5 món 125 thì suy ra chúng ta sẽ cộng được thêm rất là nhiều nè. Tiệc chiêu phòng thiên phú cộng thêm 0.018. Thế là mình sẽ đánh nọ là 5.5%. Và bạn ấy có 2 món 130 nữa. Em mua cái này với lại cái này. Áo, đấy, 2 món. Đấy, còn ngọc đồ thì mình đưa chuột vào mình sẽ để một thời gian. Đấy, các bạn có thể stop video các bạn nhìn. Ok. Đây là BB. Đây là áo nha anh em. Dây chuyền. Vũ khí. Đấy. Đây là thời trang hoàng kim của bạn Ma Yết vượt qua 24. Báu vật thì full báu vật râu đen. Để tăng vật công thiên phú. Rồi, đây là Doflamingo. Rất mạnh, mình thề với anh em là rất mạnh, tại vì cái phó bản nó trâu quá thôi. Đây là Doflamingo. Rồi. Bây giờ đấu trường để mình đánh thử vài trận là anh em biết thôi. Mình tụt hạng quá nhiều rồi nè. Top của mình thật ra là top 17 lận. Bây giờ mình đánh với top 28. Để mình giành lại cái top 28. Láo thiệt chứ. Dám chơi mình nè. Ô, râu răng có trác quỷ nhảm nhí gì kìa. Mình thua rồi, nhưng mà mình rebuy lại cho anh em coi cái này. À, không phải choáng, giảm độ khí. Mình thấy cái hiệu ứng nó giống choáng quá, mình hết hồn. Sao nó không lại không bị choáng. Ok, giảm nổ nữa ha, giảm nổ hoài đấy. Mà gần nửa cây. Nhưng một chế bên kia hai cây cấp 6 luôn rồi. Xôi, một giọt là sao. Kinh vãi. Mình sẽ tăng tốc luôn. Thua. Wow. Binh là ta lao ra mà về cha ngàn năm. Má.
Râu đen nhà người ta, đúng là con nhà người ta lúc nào cũng ghê gớm. Ok, một pha combat rất hay. Ok, thôi thua anh em ơi, mình chấp nhận số phận thôi chứ. Thằng này là mạnh lắm mà, tại nãy giờ mình đánh với tàn cao thủ không có cùng thua, sắp mặt là mình thề luôn anh em. Cá ma quỷ giáp đen gì đây? Mình sẽ thử đi lại phó bạn sau một chút cho anh em coi. Quảng trường Resura. Đây là buffalo lầu. Ok, mình đánh thằng buffalo lầu cho anh em coi. Ủa nó đâu vậy? Có 3 người rồi ta. Ôi thua luôn kìa. Mình không muốn bàn cãi gì nữa. Không biết tại sao mình đánh cứ thua hoài. Hôm nay là ngày thua, ra đánh 3 trận 3 loại liên tục rồi thua liên hoàn. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip mình. Nếu các bạn nào muốn mua thì để lại comment cho mình biết. Mình sẽ để lên Facebook của mình ở bên dưới phần mô tả. Các bạn của mình và inbox cho mình kêu muốn mua con ạc này, đại loại như vậy. Đây là của bạn Nguyễn Phúc Điền. Bạn Nguyễn Phúc Điền không ta, coi lại tên cho chắc chắn rồi. Nguyễn Phúc Điền chính xác 150k. Ngạc cũng khá là được. 150k các bạn không thể nào cày được vậy đâu. Cho nên các bạn cứ có thể mua. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Nhớ like, subscribe cũng như click quảng cáo nhiệt tình cho mình nha. Xin giao hổ báo. Mình vẫn nghe Lucy hổ báo nhưng mình chưa nghe xin giao hổ báo. Hổ báo trường mẫu giáo.